trái đất cổ đại có rất nhiều sinh vật tồn tại, rất nhiều sinh vật huyền bí và khổng lồ. Chúng xuất hiện, tiến hóa và thống trị rồi tuyệt chủng. Thông qua hóa thạch, chúng ta đã có thể mô phỏng được hình dáng và kích thước thực của chúng. Và một trong số rất nhiều loài sinh vật đó là Glyptodon, một chi sinh vật đặc biệt đã lang thang kiếm ăn cách đây từ 5,3 triệu đến 11.700 năm, ở nơi mà ngày nay là Bắc và Nam Mỹ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Sinh vật thời tiền sử. Glyptodon, tòa lâu đài di động đến từ kỷ Neogen. Những gì chúng ta biết. Glyptodon trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là răng có rãnh hoặc chạm khắc, là một chi động vật có vú lớn được bọc thép của họ Glyptodontinae, sống ở thế canh tân thuộc kỷ Neogen. Đây là khoảng thời gian mà chúng ta gọi là thời kỳ đồ đá của loài người. Glyptodon có kích thước và trọng lượng ngang với một chiếc xe hơi 4 chỗ. Do sự hợp nhất giữa các đốt sống, mai và đầu khiến chúng chỉ có thể kiếm ăn dưới đất mà thôi, và chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của nó, chắc chắn các bạn có thể đoán ngay được nó là loài ăn thực vật. Glyptodon có 13 đốt sống liên tiếp, 4 trong số 13 đốt sống trước rất gần nhau, gần đến mức hầu như không thấy rõ. Càng về phía sau, các đốt sống càng trở nên xa nhau hơn rất rõ, cơ hàm của chúng rất khỏe. Nhưng bù lại, thị lực của chúng lại rất yếu, thậm chí chúng còn bị mù màu, tầm nhìn thấp trong điều kiện ánh sáng mờ và mù trong điều kiện ánh sáng mạnh. Nơi sống của chúng là các khu vực có rừng, rừng phụ, ấm áp và ẩm ướt, hang động, trong khi một số khác phổ biến hơn quen với các khu vực mở, lạnh, nơi đồng cỏ. Hình ảnh của Glyptodon giống như một con rùa khổng lồ vậy, chỉ có điều nó có vành tai. Và sẵn nói luôn, nó không phải thuộc loài rùa đâu, mà là thuộc họ hàng của con tatu. Con tatu khá nhỏ, chỉ ở kích thước trung bình thôi, khác với người anh em khổng lồ của nó. Phát hiện đầu tiên. Mặc dù có rất nhiều nguồn tin cho rằng Darwin là người tìm thấy hóa thạch của Glyptodon đầu tiên, nhưng lần đầu tiên Glyptodon được nhắc đến là ở châu Âu vào những năm 1823, bởi phiên bản đầu tiên của bộ sách Ossian Fossil của tác giả Cuvier. Glyptodon lúc này chưa có tên gọi chính thức, đã được đề cập ngắn gọn trong một lá thư từ Damaso Antonio Larranaga. Anh ta đã tìm thấy một cái xương đùi, nó nặng khoảng 7 pounds và có thể rộng từ 6 đến 8 inch. Vào thời điểm đó, phát hiện này được cho là thuộc về một con Megatherium, loài lười mặt đất khổng lồ. Chúng mình cũng đã có một video nói về loài này, các bạn có thể tìm xem ở lại trên kênh nhé. 4 năm sau, có một người tên Cello đã tìm thấy một số tấm carapace trong lớp đất sét ở độ sâu gần 1 mét thuộc Uruguay. Phát hiện đó chỉ khiến các giáo sư càng chắc chắn hơn rằng những gì họ khám phá được là của loài Megatherium, vì xương của con lười khổng lồ này thời tiền sử thường được tìm thấy trong điều kiện tương tự, và Cuvier đã nói rằng chi này đã bị phá hủy. Nhưng cũng có một số người tin rằng bộ giáp giống như của Armadillo, loài thú có mai hiện đại. Mãi đến khi giáo sư Eduard Joseph Deonton viết hồi ký cho Học viện Berlin vào năm 1833, so sánh những điểm tương đồng cực đoan của những hóa thạch bí ẩn này với Armadillo, thế giới khoa học mới nghiêm túc xem xét rằng những mảnh xương và mảnh xương khác có thể thuộc về ở một số phiên bản tiền sử của Dasypus. Deonton kết luận rằng hóa thạch thuộc về một số phiên bản tiền sử của một Armadillo. Tuy nhiên, vì một bộ xương đầy đủ không có sẵn tại thời điểm đó, ông nói rằng ý tưởng của ông không được kết luận. Cho đến năm 1837, học giả Lan đã tìm ra chủ nhân của những mảnh hóa thạch áo giáp được tìm thấy ở Nam Mỹ. Sau đó, nhiều học giả đã mô tả loài động vật này, họ sử dụng các tên gọi khác nhau, bao gồm Hoplophorus, Chlamydotherium, Stitoplerion, nhưng không có cái nào trở thành tên khoa học chính thức. Cái tên Glyptodon. Có thể nói, để trải qua rất nhiều thời gian và rất nhiều khó khăn thì mới có thể có được cái tên Glyptodon như chúng ta biết hiện tại. Năm 1838, giáo sư Brown đã xuất bản ấn phẩm thứ hai của cuốn sách Lathea Geosnotica. Trong cuốn sách, ông đã có một đề xuất cho chi mới được gọi là Chlamydotherium. Giám đốc tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Dijon vào thời điểm đó là Nodot đã đặt tên cho chi này là Skitoplerion.
Cuối cùng, nó đã được đặt một cái tên duy nhất khi học giả người Anh Richard Owen nhận thấy sự tương đồng của các giống mà các đồng nghiệp của ông đã mô tả trong các ấn phẩm của họ. Owen nhận ra tất cả chúng đều giống nhau từ các mô tả, từ thân răng đến cấu trúc răng. Ông quyết định lựa chọn cái tên Glyptodon, có nghĩa là răng có rãnh hoặc chạm khắc. Sau khi thống nhất tên của chi này, Owen tiếp tục nghiên cứu về phân loại của nó. Năm 1845, sau khi phân tích hóa thạch của các loài cùng chi, ông đã đặt tên cho 4 loài của chi này: Glyptodon clavi, Glyptodon reticulatus, Glyptodon onatus và Glyptodon tuberculatus. Tòa lâu đài di động. Thông qua những nghiên cứu, giới cổ sinh vật học cho rằng Glyptodon là loài động vật có vú, có ngoại hình kỳ lạ và chúng không giống với bất kỳ sinh vật nào trên thế giới ngày nay. Glyptodon rất lớn, với chiều dài từ đầu đến đuôi lên tới 3,3m, vỏ cao tới 1,5m và nặng tới gần 2 tấn. Loài động vật này có đầu rộng và cao, ngoài ra chúng còn có một chiếc mũi dài và mềm ở phía trước miệng. Hai hàng răng hàm trong miệng của Glyptodon được sử dụng để cắt và nhai thực vật. Từ cấu trúc của hộp sọ, Glyptodon có thể thấy hàm của nó được kết nối với các cơ lớn. Điều này đồng nghĩa với việc chúng có lực cắn rất mạnh. Loài động vật này còn sở hữu một đôi mắt nhỏ trên đỉnh đầu, nhưng vì chúng có sức mạnh phòng thủ hoàn hảo từ bộ giáp nên tầm nhìn của chúng cũng chỉ ở mức trung bình. Cơ thể của Glyptodon được bao bọc trong một bộ giáp xương sẩu. Các chi của nó ngắn và cứng cáp, có bóng vuốt ở chi trước và chi sau. Do đó, Glyptodon có một cơ thể rất nặng nề và không thể chạy. Chúng chỉ có thể di chuyển chậm từng bước. Phía sau cơ thể của Glyptodon là một chiếc đuôi rất ngắn. Chiếc đuôi này giống như một quả thông thuôn dài được cấu tạo bởi các vảy và mấu gai. Có thể nói, Glyptodon là bậc thầy phòng thủ trong thế giới hoang dã, được cấu tạo bởi 1.000 mảnh giáp xương dày 2,5cm và nặng 400kg, tương đương với 1/5 trọng lượng cơ thể của nó. Hình dạng của mỗi mảnh áo giáp trên vỏ của Glyptodon là hình lục giác và những mảnh giáp này được ghép với nhau bởi các mắt xích như các mảnh của tranh ghép và không thể phá vỡ. Sự biến mất. Họ Glyptodon đã xuất hiện ở Nam Mỹ cách đây 20 triệu năm. Glyptodon là loài động vật ăn cỏ ngoan ngoãn và chậm chạp, chủ yếu sống gần sông và ăn các loại thực vật mọc ở đây. Thế nhưng sự xuất hiện của những cầu nối trên đất liền giữa Bắc và Nam Mỹ đã khiến cho nhiều loài động vật di cư trên quy mô lớn giữa hai lục địa. Các loài động vật ăn thịt của Bắc Mỹ đã càn quét các cộng đồng động vật nguyên thủy ở Nam Mỹ và gây ra sự tuyệt chủng của nhiều loài. Trong tác động lớn này, Glyptodon gần như không bị ảnh hưởng và đã sống sót thành công nhờ khả năng phòng thủ hoàn hảo của nó. Thậm chí chúng còn di cư ngược lại về phía Bắc. Là một loài động vật bản địa của Nam Mỹ, Glyptodon đã từng phải đối mặt với nhiều loại động vật mới và mới đến. Nhưng cách đây 10.000 năm, sự xuất hiện của con người đã đánh dấu một thảm họa xảy ra với loài này. Trong mắt các loài động vật khác, Glyptodon có thể là một lâu đài di động không thể phá hủy, nhưng trong mắt con người, Glyptodon chỉ là một loại thức ăn khác. Sở hữu trí tuệ nhanh nhạy mà thiên nhiên đã ban tặng, con người đã sử dụng giáo để tấn công của Glyptodon hoặc lùa nó vào lớp bùn để chúng không thể di chuyển và cố gắng lật ngược nó. Ngoài thịt, vỏ của Glyptodon cũng trở thành một thứ hữu ích trong mắt con người sẽ dùng vỏ của nó làm lá chắn hoặc thậm chí để xây nhà. Dưới sự săn lùng của con người, những con Glyptodon cuối cùng đã tuyệt chủng cách đây 4.000 năm. Những quan điểm trước đây cho rằng loài này tuyệt chủng cách đây 10.000 năm, nhưng những di tích khảo cổ mới đã tìm được ở Argentina chứng minh rằng loài Glyptodon mới chỉ tuyệt chủng cách đây 4.000 năm. So với những loài động vật khổng lồ Nam Mỹ khác đã biến mất, có thể coi Glyptodon có tuổi thọ khá cao. Vừa rồi là video về Glyptodon, một loài sinh vật sống ở kỷ Neogen và được ví như tòa lâu đài di động với chiếc mai độc đáo của mình. Các bạn thấy sao về Glyptodon? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận bên dưới nhé! Nếu các bạn thấy thích video này, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!